Kính thưa quý vị, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31. Trước trận đấu, truyền hình Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với ông Dương Vũ Lâm, nguyên là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thưa ông, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nhiều duyên nợ với chúng ta ở khu vực Đông Nam Á, đó là U23 Thái Lan trong trận chung kết. Ông có nghĩ rằng đây là một trận đấu khó cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hay không? Tôi cho rằng cái trận cầu tới này là sẽ rất là khó khăn đối với các vận động viên trẻ chúng ta. Trên vai các em hiện nay đang mang nặng một chiếc huy chương vàng đương kim vô địch đã khó rồi, mà giữ được cái vô địch còn khó hơn nữa. Chính vì cái đó là cái tâm lý rất nặng cho các em. Ngoại trừ ba em như em Dũng, rồi em Hoàng Đức, rồi em Tiến Linh ấy, còn lại là tất cả ngày hôm qua thể hiện một cái lối đá em đá quá thận trọng và không có một tí nào gọi là sáng tạo, mà tự tin. Cái khi anh tự tin rồi thì các cái hoạt động của anh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và sự dẻo dai hơn. Đó là cái hiện tại của đội bóng chúng ta cần phải sửa đổi ngay trong cái trận chung kết tới đây. Thưa ông, trong trường hợp ba cầu thủ trên 23 tuổi của đội U23 Việt Nam bị cầu thủ Thái Lan phong tỏa, thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phá cái thế bao vây này như thế nào? Tôi cho rằng cái vấn đề ở đây là cái vấn đề tâm lý và tự tin. Mặc dù ngày hôm qua rõ ràng đội Malaysia người ta đá với một cái, như tôi nói trước, tinh thần người ta cũng không phải là quyết liệt lắm. Thế nhưng mà rõ ràng người ta đá đúng đấu pháp và phòng ngự phản công rõ ràng, và người ta khóa được ba cái cầu thủ chủ chốt của mình. Cho nên là các em phải tự, trong khi đó các em tự nhưng cái tâm lý là vẫn thụ động. Tâm lý các em vẫn thụ động và các em chờ qua cái cầu ba cầu thủ này. Đây là Hoàng Đức lại lùi quá sâu. Đâm ra những cái đường tỉa bóng như kiểu Xuân Trường hồi xưa lại không có. Và trông chờ vào Hùng Dũng, mà trông chờ vào Tiến Linh, mà Tiến Linh là những cái tình huống một mà rất là vô duyên. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng các em phải sáng tạo hơn, phải nhanh hơn và tự tin hơn nữa. Ông có nghĩ rằng trong trận chung kết, đội U23 Thái Lan sẽ chơi phòng ngự số đông như cái cách mà Philippines, Myanmar và Malaysia đã từng thể hiện khi đối đầu với Việt Nam hay không? Tôi cho rằng trận chung kết sẽ là trận đấu mở. Và Thái Lan người ta cũng không e ngại gì, vì thực ra mà nói chúng ta với Thái Lan là quá hiểu nhau rồi. Và huấn luyện Booking ông cũng trả lời đó. Gọi là cái ví dụ trận chung kết mà thua Việt Nam cũng làm một cách bình thường, vì đội và thắng SEA Games này cũng là đối với Thái Lan thành tích nó cũng là bình thường, vì thực ra người ta chiếm lĩnh ở cái lễ đài của SEA Games rất là nhiều. Nhưng vấn đề người ta hướng tới là cái gì thì là cái đó là cái mà các cầu thủ Thái Lan nó phải vươn lên, các cầu thủ trẻ phải vươn lên nữa. Mà mặc dù vừa rồi là trận thi đấu vừa rồi với đội Indo là họ mất người, nên là cái đó là cái mà các cái đầu thủ còn lại phải gánh lại cho những một số vận động viên. Mà cái đó là cái dấu hỏi mà đội Thái Lan tới đây phải tập trung để chuẩn bị cho cái trận chung kết này. Thưa ông, nếu đặt vai trò ông là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông sẽ chọn lối chơi như thế nào trong trận chung kết vào tối ngày 22 tháng 5 tới đây trên sân Mỹ Đình? Tôi nghĩ rằng sẽ đá trận đấu mở. Bởi vì thực ra mà nói, cái vấn đề ở đây đội Việt Nam chúng ta hiện nay mà nói về vấn đề phòng thủ của chúng ta rất là tốt. Rất là tròn trịa và rất là chắc chắn qua cái trận đấu rồi. Thì vấn đề ở đây là vấn đề công. Vấn đề công làm sao? Và đối với đội Thái Lan như vậy, thì thực ra mà nói đội Thái Lan hiện nay cái điểm yếu nhất của đội Thái Lan là hàng phòng thủ rất là lùng cùng. Và chính vì đấy, cái đó là cái mà chúng ta cần phải khai thác. Bóng đá Việt Nam chưa từng thắng bóng đá Thái Lan trong một trận chung kết ở SEA Games. Ông có nghĩ rằng ở lần gặp lại này mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho đội tuyển Việt Nam hay không? Tại sao không? Tôi nghĩ rằng nhân hòa, địa lợi và thiên thời nữa, rồi dưới áp lực một khán giả như thế và cầu thủ chúng ta hiện nay mà nói phải nói là trải qua cái giải lớn đó, chững chạc hơn nhiều. Chính vì sự chững chạc đấy là cái là để một trong những điều kiện là chúng ta sẽ thắng Thái Lan ở cái giải tới này. Và tôi cũng rất hy vọng là chúng ta sẽ đổi và chúng ta sẽ giữ được cái đương kim vô địch thêm một lần nữa tại ở SEA Games.
và đặc biệt là chúng ta thắng được Thái Lan. Cái đó là cái mà đem lại món quà cho người hâm mộ bóng đá cũng như người làm bóng đá của chúng tôi rất là mong muốn, và cái đó đó là cái mà tất cả mọi người Việt Nam đều mong muốn.